Trái đất ơi, cậu có nhớ khoảng cách từ nhà tớ tới nhà cậu là bao nhiêu không? Cậu hỏi câu này quá nhiều lần rồi đấy. Tớ trả lời cậu nhiều lần lắm rồi mà. Tớ không nhớ. Cậu nghe cho rõ này. Mặt trời cách trái đất khoảng 149.597.876 km đấy. Cậu nghe rõ chưa? 149.597.876 km. Số gì mà khó nhớ thế? Cậu viết cho tớ được không? Được rồi, tớ có rất nhiều thư ký có thể giúp cậu việc này. Các bạn ơi, các bạn có thể giúp mặt trời được không?